Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 17 tháng 5 2019, Dow Jones 25.764 With Today trừ 0.69% và Year Today cộng 10.44%. Nasdaq 7,816.28, With Today trừ 1.27% và Year Today cộng 17.80%. S&P 500 2,859.53, With Today trừ 0.76% và Year Today cộng 14.07%. Giá vàng là 1277 đô la 60 cent một ounce căn cứ vào hôm thứ sáu 17 tháng 5 2019. Giá dầu thô 62 đô la 71 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 17 tháng 5 2019. Và giá xăng là 2 đô la 859 một gallon căn cứ vào dự kiện từ công ty AAA thứ sáu 17 tháng 5 2019 một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8962 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 17 tháng 5 2019, tương đương với 0.7862 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.92 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 110.03 đồng Yen của Nhật Bản, tương đương với 64.72 đồng rô của Nga, tương đương với 1.35 đồng đô la Gia Nã Đại và tương đương với 1.46 đồng đồng đô la Úc đại lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ 5 ngày 16 tháng 5 năm 2019, 30 năm cố định là 4.07% và 15 năm cố định là 3.53%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ 7 ngày 11 tháng 5 năm 2019 có 212.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 16.000 so tuần lễ trước đó, đánh dấu 219 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2019, Mỹ có 1 660.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 28.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế thế giới Cuộc chiến bạo dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang leo thang, trả đũa và trở nên căng thẳng hơn trước. Hôm thứ Năm 16 tháng 5, công ty Huawei nói rằng mọi biện pháp, kể cả pháp lý, đều có thể áp dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng đang tiếp tục gia tăng với nội các của Tổng thống Donald Trump. Sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định hôm thứ Tư đặt đại công ty kỹ thuật Huawei vào danh sách đen Blacklist của thương mại. Huawei hứa sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt để có thể đi đến một thỏa ước thân thiện với chính phủ Hoa Kỳ Huawei là công ty viễn thông lớn nhất thế giới, cho biết năm rồi đã mua hàng hóa trị giá 70 tỷ đô la các cơ phận một phụ tùng từ 13.000 công ty tiếp liệu. Đã có tới 11 tỷ đô la đã được dùng để mua sản phẩm từ từ nhiều công ty doanh nghiệp của Mỹ, chẳng hạn như computer chip từ Qualcomm, Broadcom, software từ Microsoft, Android từ Google, vân vân. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.